Mình là người có kinh nghiệm trong việc làm việc với các em nhỏ, và ngày trước thì những cái chương trình mình tham gia thì hầu như là đều dành cho cấp 2 và cấp 3. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một game show dành cho các bạn tiểu học và mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì cuối cùng thì cũng có sân chơi dành cho các bạn cấp 1. Và với ba cái vòng thi mình vừa mới trải qua thì mình thực sự là mình rất là ngưỡng mộ những người mà làm ra cái format của chương trình này, bởi vì cái mình đã từng làm rất là nhiều những cái bộ câu hỏi và những cái cuộc thi khác nhau về kiến thức, nhưng mà với chương trình này thì mình thấy là nó, thứ nhất là nó không bị nhàm chán, các vòng thi rất là khác nhau, rất là sáng tạo, và các con thì nó tăng độ từ dễ cho đến khó dần lên, và các bạn đều có thể đáp ứng được với từng cái phần thi, và càng ngày thì mình càng thấy cái sự linh hoạt cũng như là cái ứng biến, khả năng nghe nói, đọc và viết thì mình chưa được biết, nhưng mà ít ra là nghe và nói ở ba vòng thi này là rất là xuất sắc. Và mình có niềm tin là với vòng thi cuối cùng thì mình còn phát hiện ra thêm nhiều những cái tài năng và những khả năng khác nữa. Mình cảm thấy rất là hào hứng và mình cảm thấy nói thật là cũng hơi tò mò một chút, hào hứng được nhìn thấy khả năng tiếng Anh của các em nhỏ hiện nay thì có rất là nhiều điều kiện để có thể học tiếng Anh, tiếp xúc tiếng Anh, và thực sự không chỉ đặt cái việc học tiếng Anh vào một cái gì đó nó cứng vào sách vở mà mình phải học như là một cái lý thuyết, mà các em thực sự có thể có cái niềm vui trong tiếng Anh. Mình được học, mình được chơi, mình được tiếp xúc với những nguồn thông tin bằng tiếng Anh, mình được tiếp xúc với những người nói tiếng Anh, và cái điều đó là cái điều kiện rất là tốt dành cho các em, và Giang rất là hào hứng để có thể tạo thêm được những cái điều kiện đó cũng như là chứng kiến khả năng tiếng Anh. Mà Giang tin rằng các em bây giờ giỏi hơn Giang rất là nhiều khi mà Giang bằng của các em ạ. Thông thường thì Đức Bảo được làm việc trong một chương trình truyền hình với vai trò là người dẫn chương trình. Ngày hôm nay thì vai trò rất là khác, đó là giám khảo cho cái chương trình game show truyền hình đầu tiên dành cho bạn tiểu học mà lại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tôi tin rằng đây sẽ là một chương trình có đủ tất cả những yếu tố hấp dẫn của một chương trình giải trí, đó là sự kịch tính, đó là những sự tài năng của các thí sinh, và tất nhiên là giám khảo của tôi sẽ là những người mà phải làm việc rất là công tâm để có thể đánh giá được các em ấy và giúp cho các em ấy có được một khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Vì đối với trẻ con thì điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua, mà quan trọng nhất chính là cái niềm vui, cái trải nghiệm tuyệt vời. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Alo English trên VTV7. Hôm nay Kyle rất là vui khi được tham gia vào một chương trình vô cùng ý nghĩa với ba đội chơi, Kyle phải nói là cực kỳ gay cấn, và ba đội chơi đều là những người rất là giỏi. Thật sự khi Kyle đến Hà Nội để thực hiện cái chương trình này, là Kyle còn nghĩ sẽ có rất là nhiều những rào cản giữa hai ngôn ngữ của các bé, nhưng mà Kyle còn bất ngờ khi họ linh hoạt được tại hai ngôn ngữ một cách rất là diễn đạt và rất là hay. Điều đó là Kyle cảm thấy bái phục. Bây giờ là Việt Nam đã trở thành một nước sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo hơn rất là nhiều so với lúc Kyle mới vừa vào Việt Nam. Đó là một cái điều đáng mừng. Mình tên là Dương Thu Mai, hiện là giảng viên của Đại học Ngoại ngữ Đại quốc gia Hà Nội và có tham gia cộng tác cùng với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Và hôm nay mình rất là vui được tham gia chương trình Alo English như là một giám khảo của một kỳ vòng loại. Các câu hỏi được đưa ra trong các vòng loại của Alo English đã được chuẩn bị rất là kỹ bởi đội ngũ chuyên gia cũng như là những giáo viên tiếng Anh rất là kỳ cựu, và đã được thẩm định qua rất nhiều vòng, và những câu hỏi ở đây rất là phù hợp, và cũng như các chủ đề của các vòng loại của Alo English đều đã được dựa trên chương trình giáo dục phổ thông tiếng Anh mới được ban hành vào năm 2018 và hiện đang được áp dụng cho các con ở các trường phổ thông Việt Nam. Mình rất là vui được đồng hành với cả một đội ngũ những người viết đề cũng như những chuyên gia thẩm định đề thi khác mà đã làm ra những cái đề thi ở cái chất lượng tuy chưa phải là có thể nói rằng là tốt nhất, nhưng cũng đã tốt nhất đối với sức lực của những người làm đề. Rất là mong rằng chương trình sẽ được đón nhận bởi tất cả mọi người.